Hoàng Phi, lộc em. Đây là lời của chị nói với em, chứ không phải lời của nhiếp chính quyền. Mà đây là lời của ruột thịt thân. Nguyện em giữ gìn kỷ cương, dưới người dưới thì không nên khoác nạc. Ý mình đây có chức có quyền, làm cho thiên hạ than phiền. Lời chỉ dạy em nguyện khắc ghi, yên lòng chỉ chớ ngại nghi. Cũng vì mọi việc em nguyện giữ gìn, để tiếng tốt chỉ em mình. Rất mong yên lòng lúc ra đi.